Thư GBD xin chào các bạn. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Sakura School Simulator. Nhưng mà rất đáng tiếc là bây giờ là không có phiên bản mới nào cả các bạn ơi. Mình chỉ vào đây vì có một bạn đã yêu cầu mình là nhận xét về những cái công trình của bạn ấy. Nhưng mà bạn ấy lại không nói rõ là mình nhận xét như thế nào cả, cho nên là mình đang rất là không hiểu. Bạn chỉ đại cái ID thôi các bạn ơi. Thôi thì trước hết là chúng ta sẽ vào thử xem là cái công trình đó là như thế nào nha. Rồi, mình sẽ sử dụng cái set ID này để mình bỏ cái ID vào. Nếu mà bạn nào cảm thấy tò mò thì mình sẽ để cái ID ở cái phần mô tả. Cắm trại trên đảo. Thử xem thôi. Đây là họ. Ok. Mới vừa vào là chúng ta đã bị ném ngay xuống mặt nước các bạn ơi. Ở dưới mặt nước thì không thể nhảy được. Không sử dụng được cái jetpack luôn. Bơi lên nó sẽ nhanh hơn là đi bộ chứ. Hay đi bộ đó có lẽ là nhanh hơn các bạn. Mới ra là chúng ta đã được gọi là thực hiện nghi thức thanh tẩy để cho sạch sẽ trước khi lên hòn đảo. Rồi, trước hết là mình cảm thấy cái nơi này là tò mò nhất để mình chạy đến thử chỗ này nhé. Đây là gì đây? Ban nhạc ở trên biển à? Ban nhạc ở trên biển các bạn ơi. Chúng ta có thể hát được. Không biết là cái biểu diễn này là hướng đến những ai đây. Ai đó ở đây ở trên biển có một cái gì đó sáng sáng các bạn ơi. Là cái bông hoa, cái kết tinh của tuyết đúng không? Mình không biết là mình phải nhận xét như thế nào. Mình có thể nhận xét theo đúng cảm xúc của mình không? Là mình không hiểu được là cái đây là hướng về ai, chứ là hướng bên trong đúng không? Hướng về bên trong để cho những cái người mà ăn ở đây thưởng thức âm nhạc à. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình đàn thì cái đàn này sẽ mình hướng ra bên phía này. Còn cái trống thì đây, mình sẽ hướng vào bên trong các bạn ơi. Mình thật sự không hiểu được là tại sao lại có một cái nơi như ở trên ở biển như thế này. Thà làm cái này ở trong hòn đảo thì mình có thể hiểu được, nhưng mà tại sao lại làm cái chỗ này? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bên trong nào. Vì đề tài ở đây là cắm trại cho nên mình nghĩ sẽ liên quan đến cắm trại. Ánh sáng kìa. Rồi ở đây có cả hoa anh đào, nhưng mà cái hoa anh đào này là chắc là gần kết thúc tháng... gần kết thúc gọi là tháng 4 rồi. Cho nên là nó đã bắt đầu rụng hết những cái cánh hoa rồi. Và ở đây là để nướng BBQ. Có thể tắt bật lửa rồi các bạn. Công nghệ rất là xịn sò. Mình chỉ thể đứng ở trên đây thôi, nhưng mà không có cảm giác nóng. Đây là cái khu vực để mà ăn uống đúng không? Cùng với lại những người mà đi cắm trại chung với lại chúng ta. Nhưng mà rất tiếc là mình chỉ có một mình thôi. Đơn cò lẻ bóng. Đây chính là cái bó osechi của Nhật dành cho những ngày Tết đây. Có một cái con tôm hùm rất là to ở chính giữa các bạn. Trông rất là ngon. Ở bên đây cũng có một cái gì đây. Chắc là dành để mà hâm nóng không khí lên. Để cho bầu không khí thêm gọi là sôi động. Chỉ có một mình thôi chứ là không còn cách nào khác cả. Ở đây là bên ngoài có ghi chữ boy, chắc là để dành cho nam. Nhưng mà mình thấy là không nhất thiết phải ghi cái này để làm chi cả. Bởi vì có thể là chị gọi toàn là nữ, đi cắm trại cùng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng mà phải sao lại phải phân ra nam với nữ ở trên cái lều. Mà cái lều này hình tròn các bạn. Không biết là cái này là cái gốc của nó là cái gì nữa. Vậy là cái này thật sự là cái lều. Nhưng mà thấy là giống như là bạn này gắn thêm cái màn ở phía trước này, cho mình nghĩ cái này ban đầu không phải là cái lều. Nhưng mà nói chung là trông nó cũng rất là giống cái lều rồi. Cái này là chắc là để cố định sẵn ở trên đảo luôn, chứ mình nghĩ là cái này là không có mang đi được rồi. Có nghĩa là cái khu cắm trại này chúng ta sẽ được mượn lều. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Ồ, đây là con đường dẫn đến một cái khu ăn uống khác nữa. Tại sao lại lắm cái nơi để mà ăn như thế này? Có đến tận 3 nơi lận. Một cái nơi là ở trên bãi biển, với lại cái dàn âm nhạc. Còn bên đây là chắc là dành cho trẻ con chơi đúng không? Đây là khu vực dành cho trẻ con. Nhưng mà trẻ con thì chắc chắn là sẽ không chơi cái này các bạn. Mình không tin là thời buổi này trẻ con gọi là chơi cái này. Ở nhà mình thì có trẻ em, và nó cầm cái điện thoại suốt cả ngày luôn, cho nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Không có cái trò chơi nào ở trên đây cả các bạn. Chỉ có cái xe đạp thôi. Và cái khoảng cách ở trên cái hòn đảo, cái diện tích trên hòn đảo rất là bé, cho nên là đạp xe đạp là nó sẽ có cái nguy cơ. Bây giờ mình sẽ gọi là gì cho các bạn xem luôn. Đang chạy giỡn đi, quay lại không để ý. Ở đây nhìn ra phía sau thì đấy. Vâng, có vẻ như là game này chúng ta sẽ không gặp cái nguy cơ đó các bạn ơi. Mà chúng ta gọi là có cái hành động rất là ảo ma, đó chính là bay trên biển, đạp xe trên biển. Thật cơ. Mình đang nghi ngờ chúng ta sẽ bị té xuống dưới mặt nước, nhưng mà không các bạn. Rồi, bên đây là lại có thêm một cái khu vực dành để ăn uống nữa. Rồi chỗ này là tủ lạnh và những cái bàn bằng kim loại. Nhưng mà ở đây lại không có vật gì để che cả, cho nên là có khả năng là sẽ bị reset hoặc là nổ banh chành rất là cao. Bên đây thì là cái hồ, không biết là đây có phải là nước nóng hay không, hay là chỉ là cái hồ bơi thôi. Hồ bơi chứ là dành cho trẻ em rồi các bạn ơi. Chứ người lớn thì có thể gọi xuống biển để tắm biển cũng được. Múa cột. Tại sao ở trong cái khu vực mà này lại có múa cột là như thế nào? Mà đây là cái cây để mà dành cho cái việc mà che nắng lại hoặc là che mưa gì đó. Nhưng mà chúng ta lại phải dùng để múa cột các bạn. Rồi, bên đây thì có nhà vệ sinh dành cho nam và nữ. May mắn là cái cửa có thể đóng, tự đóng lại rồi. Cửa này tự đóng tự mở, nhưng mà nếu mình đứng ở ngoài đây mà không ngồi xuống thì nó sẽ không đóng lại. Bên đây thì sao cái này trông to thế? Cao gần bằng với lại chiều cao của nhân vật của mình luôn. Còn cái này là nơi để tắm. Ở đây không có gương, ít nhất cũng phải có cái gương ở chỗ này để có thể gọi là xem tóc của mình như thế nào rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã đi hết hòn đảo rồi vậy. Chúng ta đi hết hòn đảo rồi các bạn ơi. Tính ra thì nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà cũng có một vài điểm khá là thú vị. Cái này thì nếu mà cắm trại mà để ngắm hoa rồi ngắm biển thôi thì chắc là cũng được các bạn ơi. Nhưng mà biển ở khu vực này thì nói chung là nó không có gì đặc biệt cả. Tại cái hòn đảo này mình thấy khá là gần với đất liền. Nếu mà nó xa đất liền một tí thì đảm bảo nó sẽ thú vị hơn. Chắc là cái nơi này chỉ đã dành cho trải nghiệm cái cảm giác cắm trại trên đảo, là cảm giác là sống ở một cái hòn đảo không có người thì như thế nào thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã gọi là xem qua hòn đảo rồi. Bây giờ mình sẽ thử gọi những cái nhân vật khác đến đây để mà cùng múa cột xem nó như thế nào các bạn ơi. Cứ gọi tùy tiện thôi mà. Thử xem những cái bạn kia có múa cột không. Tại sao lại không muốn mà ngồi ở chỗ đó để xem thôi. Chị ngồi ở đây để xem thôi các bạn ơi. Để mà múa cùng mình là vui rồi. Rồi, cái điểm mà mình cảm thấy thú vị nhất chính là cái phần múa cột này. Còn cái thứ hai là xe đạp các bạn ơi. Không ngờ là xe đạp nó lại có thể gọi là xịn như thế các bạn. Đây, chúng ta có thể đạp ở trên không gian. Giờ cái bạn kia té xuống dưới mà có vẻ như không có vấn đề cả. Cái bị ở đây thì nói chung là chúng ta có thể rơi xuống được các bạn. Không biết là đây là dạng xe đạp gì mà chúng ta có thể đạp ở trên không gian được. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử đạp xem là chúng ta có thể đạp được bao xa đây. Mình có cảm giác như mình không rời xa được cái hòn đảo gì. Bây giờ mình mới biết luôn là cái xe đạp chúng ta có thể đạp được trên biển. Thay vì sử dụng thuyền thì chúng ta có lẽ là nên sử dụng xe đạp. Đây mình thấy được cái bến cạn rồi đúng không? Mình chẳng thấy những người khác đâu nữa rồi. Hy vọng là bình an. Mình sắp đạp đến cái nơi mà bến cạn rồi. Có lẽ là cái phần này hơi lạc đề một tí. Nhưng mà mình cảm thấy rất là tò mò với lại cái xe đạp này, không biết nó có thể đạp được trên biển bao xa các bạn. Bây giờ mình thử đạp đến phần đất liền thôi. Nếu mà chúng ta ở trên cao đất liền một tí thì không biết là có thể đạp được ở trên kiểu cao hơn mặt đất không? À, nhưng mà rất là chậm các bạn. Rất là chậm luôn. Mãi mình mới gọi là đến được cái khu này. Mặc dù là thấy cái cảng rất là gần rồi, cái cầu rất là gần rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến được cái cầu. Ở đây chính là cái bất tiện của cái việc đào trên không gian rồi. Xem nè. Ồ! Vâng các bạn ơi, mình đã cao hơn cả đất liền. Mình có thể đạp lên được trên đất liền các bạn. Đây là một cái phát hiện rất là mới. Rồi, cái bạn này đã gọi là sáng tạo được một cái điều rất là tuyệt vời. Đó chính là một cái xe đạp mà nó có thể gọi là... Ê? Nó có thể đi xuyên được tường luôn. Xe đạp này rất là siêu các bạn ơi. Đến mức này thì mình không biết là phải gọi là nhận xét như thế nào nữa. Bạn ấy đã tạo ra được một cái thứ rất là tuyệt vời các bạn ơi. Có lẽ là nó không liên quan đến hòn đảo, nhưng mà đây là cái xe đạp ở trên hòn đảo, cho nên là mình sẽ nhận xét là cái kiến trúc này rất là tuyệt vời các bạn. Vô cùng tuyệt vời luôn. Mà không biết là mình đang ở đâu nữa. Nếu mà mình gọi là rời khỏi xe đạp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? À! Ê? Vâng, và bây giờ mình đã có thể đi được ở bên dưới mặt đất các bạn. Rồi, nhờ có cái xe đạp của bạn ấy mà mình đã có thể gọi là đi được đến một cái không gian khác. Và chúng ta bay thẳng đến trường luôn. Sao thế? Rồi, chúng ta đã thu được cái tựa đề đấy các bạn ơi, Sakura School Simulator. Dù có đi đâu đi chăng nữa thì cuối cùng chúng ta cũng quay về trường học. Vâng, và đây là cái công trình thứ hai của bạn này. Cái công trình này thì có tên là Luboso. Mình không rõ cái Luboso này là gì. Lúc đầu thì cái công trình đầu tiên của chúng ta thì nó có cái tựa đề tiếng Việt, nhưng mà tự nhiên qua xây công trình này thì mình không hiểu nổi là cái tên này có ý nghĩa gì luôn. Nhưng mà có vẻ như là cái khu vực của bọn Himawari đã bị gọi là chiếm dụng để trở thành cái khu vực Luboso này. Bây giờ thì mình sẽ tự vào bên trong để xem là công trình của bọn Himawari đã trở thành cái quái gì rồi. Nhưng mà trước hết là mình sẽ giải quyết cái bọn đứng ở đây bởi vì chướng mắt. Rồi, chúng ta vào trong thôi. Chứ xa gì tụi nó cũng sẽ tấn công mình thôi, cho nên là bây giờ mình sẽ phải tấn công trước. Liệu cái chơi này thì có thể gọi là vui vẻ được không đây? Chưa gì hết là bọn nó đã tập trung vào mình rồi. Nơi đây như là một cái nơi gọi là sân khấu vậy. Bọn này sao đuổi theo mình thế? Mình vừa chứ làm gì tụi đó cơ mà. Đâu, thử đứng trên cái đẹp đẹp này xem. Cái này trông rất là đẹp các bạn ơi. Đợi tí nhé. Xong rồi các bạn, giải quyết rồi, nhanh gọn luôn. Hóa ra là cái chỗ này là để dành cho cái việc đó các bạn ơi. Chúng ta có thể đứng trên đây để mà diệt gọn bọn Himawari. Cái này có phải là cái tinh thể tuyết hồi nãy mình đã nhìn thấy ở bên ngoài cái khu vực mà ban nhạc ở trên biển, đúng rồi. Nhưng mà nó trông rất là đẹp. Bên đây cũng có cái này. Nhưng mà mình thấy có điều là trong cái chỗ của bọn Himawari thì nó rất là sáng các bạn ơi. Nếu mà nó tắt đèn thì nó sẽ trông gọi là đẹp hơn. Cái này là quán bar à. Là khu vực để bà uống rượu đây. Nếu mà nói đến cái quán bar thì trông có vẻ giống thật, nhưng mà mình không nghĩ là quán bar để bàn ghế như thế này. Ồ, kiểu như là chúng ta phải đi dây ở trên đây rồi. Hết cả hồn. Tỷ bọn này từ đâu chui ra nữa. Mình có cái vũ khí rất là hiện đại cho nên mình sẽ sử dụng cái này. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến cả mình nữa, mặc dù là không bị mất giáp. Không nên sử dụng cái này đúng không? Tạch gương đâu. Vẫn còn ở trong đúng không? Ồ, cái huy hiệu, cái gọi là biểu tượng của bọn Himawari là cái hình mặt trời ấy. Giống như là hoa hướng dương ấy. Nhưng mà bây giờ nó là bị biến thành một cái gì đó rồi. Có vẻ không ăn thua à. Vũ khí thì nói chung là rất là yếu các bạn ơi, cho nên mình sẽ sử dụng nắm đấm. Ở trong game này thì mình đã thừa hưởng được sức mạnh của anh Bi. Không phải anh Bi mà là anh Bích Minh. Nói hơi bị nhầm. Giờ này mình xem khá là nhiều video liên quan đến anh Bi cho nên là hơi bị ngáo các bạn ơi. Rồi, ở bên đây thì cũng không có gì thay đổi. Cái tên này đang làm cái gì thế? trông rất là kinh tởm. Không mở vào trong đây được à. Đâu mà thử để tìm xem có chìa khóa không. Hơi lạc đề nữa rồi các bạn ơi. Có chìa khóa không để mở giải phóng với thằng đó ra bên ngoài. Nếu mà mình có cái xe đạp hồi nãy không biết là mình có thể vào được ở trong phòng hay không đây. Nhưng mà mang cái xe đạp vào đây thì rất là khó. Ok, mình đã giải phóng được cho cái thằng đó rồi. Ơ, nó vẫn chưa được giải phóng các bạn ơi. Tức là tội nghiệp, phải giải phóng cho nó thôi. Rồi ok, đã giải phóng được rồi các bạn ơi. Ê, cái chìa khóa gì đó vậy ra thôi. Ê, chỉ có một bạn kia là đi bỏ vào thôi. Rồi. Điều gì đã xảy ra khiến cho hai bạn này trở nên như thế nữa các bạn ơi. Nhưng mà cái này không có xuống được, bị mắc kẹt rồi. Đấy, chỗ này xuống được không? Vâng. Giờ mọi người cùng xuống thôi. Em nghi ngờ là khu vực này chắc là để nhảy đây. Rồi. Thử xem thôi. Chúng ta sẽ thử nhảy xem. Có kiểu nhảy nào nổi bật giống như là giờ cái bạn kia không? Ở đây rồi các bạn ơi. Rồi, vậy là chúng ta đã xem qua hai cái công trình. Nói chung là công trình nào của bạn ấy thoạt nhìn thì trông có vẻ rất là bình thường, gọi là không có đến mức mà quá tuyệt vời như là giờ cái người gọi là được rất là nhiều team ở trên bảng xếp hạng. Nhưng mà có điều là bạn ấy giấu những cái yếu tố mà vô cùng gọi là khiến cho mình cảm thấy kinh ngạc. Đấy, chẳng hạn như là trên hòn đảo đó. Hòn đảo đó thì có cái xe đạp có thể gọi là đi xuyên không gian và khiến cho những cái bạn của chúng ta có thể bơi trên không gian luôn. Nói chung là đó là một cái hòn đảo rất là tuyệt vời. Ở khu này thì mình cũng không rõ là cái nơi gì. Nhưng mà nói chung là cái hòn đảo thứ nhất là nó quá tuyệt vời rồi, cho nên là cái nơi này thì chỉ như vậy là mình thấy là ok rồi các bạn ơi. Rồi, video này thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bỏ cho mình một like, đăng ký nút càng mới, đừng quên nút cái chuông để nhận được nhiều học bổng mới nhất từ tụi mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác. Bye bye.